Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ ăn món thịt kho tiêu với lại một món xào. Đây mình có mua cái phi lê nè. Phi lê mình chia làm hai món nha. Món kho tiêu với món xào rau củ. Xào rau củ có ớt chuông, củ hành, cà rốt với bông cải. Giờ mình tiến hành mình sắc cái thịt. Thịt phi lê này mình ăn nó mềm, thịt nó ngon lắm cả nhà. Này là cũng 700 gram, mình chia làm hai món. Này mình không cải này mình để miếng muối vô nước rồi mình cắt mình ngâm nha. Để mới này để kho tiêu nha, còn mới này mình mới xào tiêu. Mình ướp vô đây cái đầu hành này. Rửa muỗng bột ngọt
nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê đường, 1/3 cà phê tiêu. Mình để nước màu vô nha, mình có sẵn sẵn thắng nước mèo sẵn đó. Cỡ 3 muỗng cà phê nước mắm. Cho một chút xíu tương ớt vô. Thấm thấm một chút rồi mình đem đi kho nha cả nhà. Kho tiêu này mình bắt lên nó sôi rồi nha, mình đảo đều cho nó thấm nha cả nhà. Rồi qua bên đây thì mình có bắt một chảo nước để mình luộc sơ qua cái củ cà rốt nè, cà rốt mình cắt bông nè. Cho nó trứng một phần. Chúng một phần thôi mình vớt ra. Rồi mình tiếp tục mình trụng sơ cái cải. Cải bông cải xanh. Bông cải xanh cái phần này phần cuốn nè cả nhà. Phần cuốn mình lột cái phía ngoài ra, mình sắt mỏng để mình xào chung luôn ha, không có bỏ cái gì hết. Kho tiêu nó bay mùi lên thơm quá trình. Đây bông cải xanh cũng được rồi. Bây giờ mình tắt lửa. Tắt lửa mình cũng vớt ra. Mà nó xanh um luôn ha. Chảo lên này mình xào cái thịt xào á nha, đậu xào nha cả nhà. Mình để tỏi với lại hành cận nha. Rồi nó thơm rồi mình cho gà thịt vô nha. Bên đây thì cà rốt mình cũng trụng xong nè, trụng sơ qua phải nó cứng quá đó, với lại bông cải. Còn ớt này mình không có trụng, mình để nguyên, nó dễ mềm lắm. Cái củ hành cũng để nguyên luôn nha. Mình xào cùng cho nó cứng, nó cọc cùng để nó cái này vô. Mình có chuẩn bị thêm một miếng nước sốt bắp nữa nè, để bột bắp vô đó. Thịt chín mới được. Rồi bên đây thì thịt kho của mình chín rồi, mình cho vài cọng ớt vô, vài cọng hành vô, điểm tô cho nó đẹp đẹp. Cắt thêm miếng tiêu nữa.
Vậy là thịt kho tiêu của mình á xong rồi đó nha cả nhà. Rồi thịt xào của mình chín luôn rồi đó. Mình nêm vô đây nữa 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nha, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm, cà rốt vô. Tiếp theo nữa mình để bông cải vô. Gia đình mình thì ăn không có mặn thì thử mình nêm nhẹ nhẹ vậy ha cả nhà. Rồi nếu mà như ông xã mình ăn hơi mặn một chút thì chấm thêm nước tương. Rồi kế tiếp mình để ớt chuông vô, ớt chuông vàng vô. Sau cùng mình để củ hành nha, củ hành tây vô. Mình dưới thêm một miếng bột bắp lên nha, cho nó có cái độ sạch sạch nó ngon. Hôm nay mình ăn món thịt kho tiêu với lại thịt xào rau củ. Rồi, xin mời. Rồi, xin mời. Cái này là phi lê, nó mềm. Mùi phi lê xào nó mềm, thịt lắm, nó ngon. Ăn miếng ớt chuông. Bông cải này ngọt quá. Rồi ăn miếng thịt kho tiêu. Cắt miếng thịt bự quá. Ăn mới đã. Thịt kho tiêu này mình ăn chung với lại dưa hấu cũng ngon ha. Các bạn mình có ăn mà ăn cơm với dưa hấu không? Đó. Ăn thịt kho tiêu dưa hấu hết chảy luôn ha. Cái này cá thịt kho tiêu ngon quá. Cái này nó còn độ giòn.
Thấy nó ngon. Giòn giòn ngon ha. Ngon. Miếng thịt xào. Ngon quá, ngon. Ngon không? Thơm thơm. Xuất sắc không? Tuyệt vời. Mình tỏi này mình cắt miếng miếng này nè. Mình ăn ngon. Mình xào hay mình để cắt miếng miếng này ngon. Cái hồng cháo lớn của mình ở Sài Gòn á, nó rau cải nó chỉ biết ăn bông cải này thôi. Mà thích nữa chứ. Nó khoe, nội ơi con biết ăn rau cải rồi. Nó học lớp 3 ở cả nhà. Mà nó ăn rau cải, ba mẹ nó, ông nội, bà nội thì ai cũng thích ăn rau cải mà. Rồi nó lại ăn không ăn. Mà đặc biệt là thích con rong biển hay mấy cái ăn cái gì cũng phải để rong biển vô, táo luôn. À. Đây. Táo này ngọt. Táo này ngọt dữ lắm. Táo này già dữ lắm anh. Chín cây luôn. Quá ngon. Ngọt quá. Rồi mình xin tạm dừng ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà mình rất cảm ơn cả nhà đã ghé xem kênh, xem video của mình nha. Chúc cả nhà mình sức khỏe, an lành và hạnh phúc thành công. Hẹn video sau. Xin chào. Xin chào.